Tóm lại là ở trên phiên bản GLC mới các bạn sẽ nhìn thấy một cái sự thay đổi rất đáng kể, và đặc biệt đây là phiên bản GLC 300 nhập khẩu nữa, cho nên nó sẽ có nhiều thứ mà để phân biệt với bản GLC lắp ráp sau này. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã đột nhập vào trong nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam để giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc GLC phiên bản nâng cấp, và đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc GLC 300 nhập khẩu, hay còn gọi là CBU. Giới thiệu Triton, phiên bản nâng cấp toàn diện cho khả năng off-road tuyệt đỉnh. New Mitsubishi Triton, uy mãnh vượt trội. Mitsubishi Motors. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc xe GLC nhập khẩu này nó có gì hot. Nhập châu Âu nha, đừng đùa. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần ngoại thất trước như thường lệ. Thì ở trên phiên bản GLC nâng cấp này, nhập khẩu này, chúng ta sẽ có cái gói Night Package là rất nhiều những chi tiết đen. Chúng ta sẽ có AMG Line, mặt ca lăng AMG này, được sơn viền đen này. Rồi lưới tản nhiệt này, có thêm những cái chấm kim cương ở đây. Tóm lại là với cái phiên bản này thì bạn sẽ không cần phải độ cái lưới tản nhiệt, hay chúng ta hay gọi là mặt ca lăng nữa. Ngon lành luôn. Và có cái Night Package cho nên là phần cản ở dưới chúng ta sẽ có sơn màu đen. Đó. À, tôi phát hiện ra có cam 360 ở phía trước đây. Phiên bản GLC 300 mà, cho nên là đừng hỏi về độ hot. Tuy nhiên Mercedes-Benz cho biết là họ nhập khẩu cái số lượng GLC 300 rất là giới hạn, để sau này họ sẽ bán phiên bản lắp ráp. Chính vì thế mà bây giờ mà muốn khác biệt ý, muốn mua nhập khẩu ý, thì phải mua ngay. Chứ tôi nghĩ rằng từ giờ đến Tết là hết, bởi vì số lượng quá ít, cũng đã gần hết rồi. Ở trên phiên bản này thì có một số những cái xịn sò mịn màng mà tôi thích. Ví dụ như là đèn multi-beam. Đây là cái option mà tôi nghĩ rất hay và đáng tiền, và cũng đắt tiền nữa. Cũng đắt tiền, phải nói là rất đắt ấy, chứ không phải là đắt đâu. Và cái option này, cái trang bị này rất khó độ. Tất nhiên là muốn thì vẫn độ được, nhưng mà độ vào cái chỗ này thì nó rất là rách việc và nó tốn tiền. Cho nên là được trang bị sẵn nó sẽ hay hơn. Có một số những thứ mà chúng ta có thể dễ dàng độ, ví dụ như mặt ca lăng này, mâm những các thứ thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà cái đèn này rất đáng tiền luôn. Cái đèn định vị ban ngày cũng đẹp. Đó, tôi sẽ bật lên cho các bạn xem, để các bạn thấy là cái đèn này nó đẹp như thế nào. Đó. Đấy, trời ban ngày cho nên cũng hơi khó nhìn một chút. Ở dưới nắp capo này thì động cơ đã được thay đổi một chút. Không phải thay đổi một chút đâu, nó là động cơ twin throttle turbo, sản sinh công suất lên đến 258 mã lực, mạnh hơn phiên bản trước đâu đó khoảng tầm hơn 10 mã lực, và hộp số 9 cấp đi kèm. Tóm lại là về sức mạnh thì tôi nghĩ là không cần bàn nhiều với cái động cơ kiểu này, và độ nhạy của nó cũng vượt hơn rất nhiều nhá. Turbo cuộn kép cho nên nó sẽ rất là nhạy luôn, đạp phát nào là biết phát đấy ngay. Chưa kể là ở trên xe còn có 4 chế độ lái nữa. Để Sport Plus thì có thể nói là dính ghế được đấy, đừng đùa. Rồi sang bên hông, chúng ta sẽ xem có cái gì đặc biệt. Ở trên phiên bản nhập khẩu này thì chúng ta sẽ có cái bộ mâm lên đến 20 inch. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái bộ mâm tương đối to. Thực sự mà nói thì nhìn nó sẽ rất là khủng khiếp mà chúng ta nhìn ở bên ngoài. Xe mà mâm càng to thì nhìn càng đẹp. Nhưng đi kèm với nó sẽ là cái lốp mỏng, mà như thế thì nhiều người sẽ cho là ồn. Nhưng thực tế thì chúng tôi đã từng thử, và cái mâm và cái lốp này thì không ồn. Lát nữa các bạn sẽ được thử rất êm, kết hợp với cái hệ thống treo của nó là treo thường thôi, nhưng mà cũng ngon. Tại sao lại là treo thường? Bởi vì nhiều người Việt Nam cho rằng cái treo khí nén ở Việt Nam nó bị không được cực kỳ tốt cho lắm. Tại sao lại như vậy? Thời tiết Việt Nam quá khắc nghiệt, cho nên là cái treo này nó lại hợp lý hơn, treo lò xo nó lại hợp lý hơn rất nhiều. Cũng đúng, rất đúng luôn. Lát chúng ta sẽ cùng thử xem nó như thế nào. Đó, phanh đĩa phanh có những cái lỗ tản nhiệt ở trong nhá, cùng phanh rất là to.
đẹp luôn, chất lượng thật. Chúng ta vẫn có nai package ở gương, cho nên là sơn màu đen này, camera này, chìa thông minh, keyless go, các thứ đầy đủ không thiếu gì. À, chúng ta còn có kính chống nóng ở phía sau tối màu này. Đấy. Chống nóng luôn. Cửa thì tất nhiên không phải cửa hít đâu, cửa chúng ta vẫn đóng thôi. À, ra phần đuôi các bạn sẽ thấy nó sẽ khác một chút. Cái cụm đèn hậu thì nó đã thay đổi những cái dây led ở bên trong. Nó sẽ sử dụng hai cái hình chữ nhật cho mỗi bên. Đó, và ở trong nó có những cái led nhỏ nhỏ. Ở trên phiên bản GLC 300 mới này thì đã có đá cốp. Và đá cốp của Merc thì rất nhạy, nhiều người hay đá xe kiểu lắc lắc này, không phải đâu các bạn ạ. Cứ đá vào như bình thường thôi này. Đấy. Đá rất bình thường luôn. Đó. Đá này. À. Bất kể ở đâu nhá, quanh cái khu vực bốn cái cánh gió này. Bản 300 có cả cánh gió luôn. Bản đá rất là nhạy. Đá lại lần nữa nhá. Ở trên chiếc GLC mới này thì chúng ta đã có một cái ngăn vách để đựng đồ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mà rất nhiều anh em có lẽ là sẽ mừng. Nó chính là cái lốp dự phòng. Ở trên phiên bản trước không có. Đây là một cái cực kỳ hay mà đã rất lắng nghe người tiêu dùng Việt Nam. Chúng ta cũng có thể đóng vào đây. Đấy, có cái đấy vào thì sẽ không bị ngủ ngoài đường như tôi. Tôi đã kể cho các bạn rất nhiều lần này, tôi đã bị ngủ ngoài đường. Bởi vì lốp thì run flat nhưng mà bị rách và không có lốp dự phòng. Thế là thôi, dính trường luôn, dính trường ngay lập tức. Chứ chạy lốp thường chính ra nó lại êm lạ với cái mâm to như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào khoang nội thất để xem nó như thế nào nhá. Vào khoang nội thất thì các bạn sẽ thấy là nó chất lượng đấy. Chúng ta có nút đề nổ mới nhá, nút đề nổ đời mới này. Tôi sẽ nói phần tôi thích trước. Đầu tiên là cái vô lăng. Cái vô lăng đã lên cái vô lăng thế hệ mới rất đẹp. Đấy. Màn hình luôn. Có cả cái đồng hồ điện tử màn hình luôn, chúng ta có thể tùy chỉnh tùy biến luôn. Và điều chỉnh sang tiếng Việt cũng được. Đấy, đẹp chưa? Tôi rất thích cái chi tiết kiểu như thế này. Và hứa hẹn là xe lắp ráp sẽ có. Mong rằng là như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái phần này tôi thích. Ốp gỗ, nhưng mà gỗ là gỗ gỗ sần mờ, không bị quá bóng bẩy. Tại sao tôi lại thích? Bởi vì nó sẽ không để lại dấu vân tay. Này, nó không hề để lại dấu vân tay luôn. Đó. Tiếp theo là hệ điều hành MBUX. Chúng ta đã có cái trackpad ở đây thay vì cái bánh xe như ngày xưa. Đó. Và chúng ta có thể chạm vào màn hình. Đó. Đấy. Rồi, nhân tiện nói đến màn hình thì cái này là cái tôi chưa thực sự ưng lắm, bởi vì màn hình hơi nhỏ. Tuy nhiên thì cái màn hình này để mà thay thế lên cái màn hình to thì không quá khó. Đâu đó chỉ mười mấy 20 triệu là bạn đã có cái màn hình to nhất luôn. Rất đơn giản luôn. Chính hãng luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đi ra ngoài thay. Còn nếu mà thay ở trong hãng thì tôi nghĩ giá sẽ cao hơn một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ có sạc không dây ở đây. Sạc không dây và cổng USB Type-C. Đấy. Thiết kế ở đây thì vẫn giống y hệt nhá. Y chang luôn. Một cái nữa mà tôi cũng thích đó là cửa sổ trời panorama. Tuy nhiên thì cái này có lẽ là cũng gây tranh cãi nhiều. Nhưng mà với những ai thích xịn sò thì cứ có cho nó sướng. Còn cái cửa sổ trời này nhiều người chạy GLC cũng đã nói là nó hơi nóng. Thì cái giải pháp của các bạn là phải dán một cái loại phim cách nhiệt thật xịn vào. Đừng có dán loại cái phim cách nhiệt vài triệu, không ổn đâu. Chơi hẳn loại hai mấy triệu vào, xe xịn mà, thì nó mới đủ để cách nhiệt được, thì nó mới làm mát các bạn được. Đấy. Cái hộc chứa đồ thì vẫn thế thôi. Thay cái cổng USB thường bằng USB Type-C 2 cổng. Vẫn như cũ.
Đó, loa Burmester nhá, phiên bản 300 là đã có loa Burmester rồi. Tất cả các nút bấm đều xịn gió hết. Đó. Tóm lại là ở trên phiên bản GLC mới các bạn sẽ nhìn thấy một cái sự thay đổi rất đáng kể, và đặc biệt đây là phiên bản GLC 300 nhập khẩu nữa, cho nên nó sẽ có nhiều thứ mà để phân biệt với bản GLC lắp ráp sau này. Lắp ráp sau này bạn sẽ không có cái mâm to như thế đâu, bạn sẽ thiếu đi một chút những một vài thứ nho nhỏ. Tuy nhiên rất có thể bạn sẽ có cái màn hình rất là to. Đó, hãy chờ đợi xem, mà giá lại còn rẻ hơn nữa. Đó, tuy nhiên nhập khẩu châu Âu cũng có cái hay của nó đấy chứ, số lượng có hạn, mua nhanh nhé. Bây giờ mình ra đằng sau để xem đằng sau có cái gì, tôi sẽ chỉnh ghế. Rồi. Sau thì chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa, cửa sổ trời panorama rất là thoáng luôn. Đó. Ngồi thoải mái, GLC vẫn là cái xe ngồi thật sự là thoải mái. Tựa để tay đầy đủ. Đấy. Không thiếu gì. Cửa gió điều hòa này. Tôi rất thích cái kiểu cửa gió điều hòa mà nó có cái viền chrome như thế này. Nhiều hãng xe thậm chí lên đến 4-5 tỷ mà cái cửa gió điều hòa nhìn nó rất nhựa, nhìn nó hơi rơm rạ, hơi xấu. Thì cái xe mẹc họ vẫn chỉn chu được cái cửa gió điều hòa như thế này là rất đáng yêu. Nhưng thôi, có lẽ các bạn bây giờ đang chờ đợi là lái xe này nó như thế nào đúng không? Vì chưa ai được lái đâu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử. Nào, lên xe. Rồi, cởi dây an toàn vào. À, GLC 2020. Thử xem nào. Rồi, tôi sẽ cho cái ghế ngả ra một tí. Thôi, thế này vẫn đúng vị trí của tôi. Đi nhá. Đầu tiên các bạn cảm nhận được ngay khi nó vừa lăn bánh là nó êm. Mẹc mà, đừng đùa với mẹc. Ô, cái vô lăng này cầm sướng quá. Cái da nó xịn. Chúng ta có toàn bộ hiển thị màn hình là tiếng Việt hết. Cái động cơ 258 mã này thì tôi đã từng chạy rồi. Và nó đem đến cái sự hứng khởi. Thực sự là bốc này. Đấy, các bạn đã thấy cái camera nó giật chưa? Đấy là mới chỉ chế độ thường thôi đấy nhá. Tôi để sang chế độ Sport cộng thì các bạn lại biết là nó khủng khiếp như nào. Đó. Ok, thôi đi ở chỗ này chúng ta chỉ đi ở chế độ thường thôi. Vì đây là đang ở trong nhà máy của mẹc. Giật tung người ra như thế này thì cũng không hay lắm đâu. Nó quá mạnh. Và xác nó lại còn nhẹ hơn cái xe của tôi nữa, cho nên là cái độ bốc của nó thì không cần phải nói. Tôi đang cảm nhận cái hệ thống treo thể thao của chiếc xe này kết hợp với cái mâm to. Với tôi thì nó không bị quá cứng, chấp nhận được. Tất nhiên là lúc nãy chúng ta mới chỉ đi qua những cái gờ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mấy ai mà lao qua cái gờ to, ổ gà to với tốc độ cao đâu, đúng không? Về cảm nhận ngay lúc này của tôi ở trên đường này thì cái độ êm thực sự vẫn xứng đáng với cái đẳng cấp của mẹc. Tất nhiên với những ai khó tính thì sẽ có thể nói là nó sẽ hơi cứng một chút. Cũng đúng, cũng đúng, bởi vì mâm to và treo thể thao. Nhưng mà với tôi vẫn ổn, với tôi vẫn ổn. Với một chiếc xe mà 300 với gói AMG, nội thất cũng là AMG nhá. Thì tôi nghĩ là như thế này là quá hợp lý. Đây thì qua những cái gờ giảm tốc. Thực ra thì nó cũng chỉ hơi thôi. Gọi là chúng ta, nếu mà chúng ta kiểu cố gọi là soi xét bới lông tìm vết thì có thể là nó sẽ gọi là cứng hơn những cái phiên bản mà treo comfort, treo dành cho những chiếc xe mà thích sự êm ái, theo cái phong cách êm ái và lốp dày hơn một chút.
thì phải hy sinh thôi, được cái này chúng ta lại mất cái kia. Nhưng mà cái treo cứng ấy, nó cũng có cái lợi là khi bạn vận hành ở cái hiệu năng cao thì nó lại thực sự là ổn định, nó sẽ cực kỳ vững. Minh chứng là chúng tôi đã từng sang cái đường đua Nürburgring ở bên Đức, và tất cả những chiếc xe mà để mà vào được cái đường đua đấy thì hầu như họ đều phải làm hết lại dàn gầm, và đặc biệt hệ thống treo của những chiếc xe này nó cứng vô cùng. Để bạn ôm cua nó được ổn định cái thân xe thì cái xe này tôi nghĩ rằng nó cũng theo cái thiên hướng thể thao, cho nên nó sẽ làm hơi cứng hơn so với những chiếc xe bình thường khác một chút. Tôi nghĩ rằng với cái phiên bản lắp ráp tới thì nó sẽ có cái sự êm ái hơn, chắc chắn luôn. Sắp tới thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 3 phiên bản GLC lắp ráp với mức giá cực kỳ là yêu thương, cực kỳ yêu thương luôn. Chiếc xe này hiện đang bán với giá là trên 2,5 tỷ. Thì đây là một mức giá so với mặt bằng chung thì tôi nghĩ là nó cũng có sức cạnh tranh. Nếu mà để mà nói là thơm mà là hợp lý thì với tôi thì nó chưa phải là cực kỳ thơm đâu. Nhưng mà để mà nói về đủ sức cạnh tranh và những cái gì mà nó mang lại, những cái gì nó trang bị, những cái gì mà cảm giác lái, cảm giác sung sướng của trên xe thì tôi nghĩ là dư sức để cạnh tranh với đối thủ, dư sức luôn. Đó, đây là cảm nhận đầu tiên của tôi về GLC 300 phiên bản nhập khẩu. Các bạn thấy xe này như thế nào ạ? Chúng tôi sẽ còn giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn chiếc xe GLC phiên bản 2020 nhưng lắp ráp tại Việt Nam CKD, để xem nó khác những gì, nó hay những gì, trang bị như thế nào. Đúng không ạ? Đừng quên subscribe và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.